Thưa quý vị, có một điều nghịch lý trên mạng xã hội và YouTube hiện nay, đó là những gì càng nhạt nhẽo, vô bổ, thậm chí là tiêu cực lại càng thu hút sâu đông. Càng chê bai, càng nổi tiếng và càng đả kích thì lại càng phát triển. Ví dụ như video sau đây. Thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền, phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Sau này, chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu nha, ăn thế rồi nó dễ. Sao vậy, không làm thì có ăn. Nghe qua quý vị có cảm xúc như thế nào? Phải chăng không có gì hơn ngoài hai từ vô bổ? Thế nhưng những video dạy cách làm người của Huấn Hoa Hồng lại nổi đình nổi đám và thu về lượng theo dõi khủng. Nhiều người không tiếc lời tung hô người này là thầy. Thậm chí cách đây không lâu, người này đã livestream rao bán hai cuốn sách do chính mình viết với tiêu đề Bí kíp kinh doanh online và đệ nhất kiếm tiền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Câu chuyện về giang hồ mạng dạy cách làm người đã không còn xa lạ, bởi trước đây đã có Khá Bảnh, có thánh chửi Dương Minh Tuyền. Tuy nhiên lạ ở chỗ là dù xã hội lên án gay gắt, một số đối tượng phạm pháp đã bị cơ quan chức năng xử lý, nhưng giang hồ mạng vẫn còn đứt sống tốt bởi người dùng Internet liên tục trao cơ hội. Đặc điểm chung của giang hồ mạng nổi danh vài năm trở lại đây là từng vướng vòng lao lý, sau đó dựa vào mạng xã hội YouTube để thể hiện tính cách ngông cuồng, ngạo mạn, hành vi bạo lực để gây chú ý nhằm kiếm tiền, thu hút quảng cáo. Công thức này đã được Huấn Hoa Hồng áp dụng để nổi lên như một hiện tượng giang hồ mạng từ năm 2015. Hiện trang cá nhân Facebook của Huấn Hoa Hồng sở hữu hơn 1 triệu lượt người theo dõi, cùng hơn 228.000 người đăng ký trên kênh YouTube. Các livestream của đối tượng này thu hút rất nhiều người xem. Nội dung xoay quanh cuộc sống ăn chơi hàng ngày, khoe vàng, thách thức chửi bới, gây gổ qua lại giữa các đối tượng được gọi là giang hồ và trao giảng đạo lý làm người. Điều nực cười hơn nữa là Huấn Hoa Hồng từng khuyên mọi người không sử dụng ma túy. Thế nhưng vào đầu tháng 3 năm 2020, đối tượng này lần thứ hai bị cơ quan chức năng phát hiện sử dụng ma túy và đưa đi cải tạo tập trung. Ngày 20 tháng 4, Huấn Hoa Hồng còn gây sốc hơn khi livestream giới thiệu trao bán hai cuốn sách do chính mình viết với tiêu đề Bí kíp kinh doanh online để nhất kiếm tiền trên mạng xã hội có giá 799.000 đồng. Bìa cuốn sách có in hình Huấn Hoa Hồng và đề tên nhà xuất bản SG. Video bán sách này đã thu hút hàng chục ngàn lượt like, bình luận và chia sẻ. Trong đó có không ít người trẻ là những học sinh đã vào hưởng ứng đặt mua sách. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Cục Xuất bản In và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ vào cuộc điều tra làm rõ và báo cáo vụ việc với cơ quan công an để xem xét xử lý hành vi xuất bản lậu hoặc những sai phạm về việc truyền bá thông tin mạng nếu có. Ngay sau đó, Huấn Hoa Hồng đã chủ động liên lạc với báo chí để thanh minh rằng vì học hành hạn chế, thiếu hiểu biết nên đã mắc sai lầm và dừng mọi hoạt động liên quan đến quảng bá, giao dịch các cuốn sách. Trước sự việc này, nhiều người đã tỏ ra bất bình và ngao ngán bởi Khá Bảnh chưa lắng đi bao lâu, nay lại đến Huấn Hoa Hồng và e ngại những thông tin độc hại sẽ tác động tư tưởng người trẻ hiện nay. Nếu mà mình xem để học theo thì mình nên xem những cái quyển sách mà nó hợp lý hơn, nó hay hơn, nó có tính dạy dỗ hơn là những cái quyển sách mà vừa lủng củng rồi những cái video mà dùng những cái từ nếu không muốn nói là hơi bị thô tục như vậy. Còn đối với mà cái việc viết sách của Huấn Hoa Hồng á, thì mình nghĩ là cơ quan chức năng nên xử lý mạnh tay cái vấn đề đó để mà ngăn chặn những cái quyển sách sau xuất bản, để tránh tình trạng là tương lai sẽ còn rất nhiều những cái quyển sách như vậy xuất bản nữa. Theo mình á, thì để làm được một người mà viết sách để in ấn mà để tuyên truyền đến xã hội thì mình trước nhất mình phải có một cái phẩm chất đạo đức như thế nào đó. Thì nếu mà theo bản thân cá nhân mình đánh giá thì về anh Huấn Hoa Hồng này, nếu mà anh là một đại ca giang hồ thì mình không nói gì, nhưng mà cái vấn đề là anh viết sách, nhưng mà anh viết sách thì anh đã được sự cho phép, được sự thông qua của các sở ban ngành hay chưa? Mình ban hành sách nhưng mà mình phẩm chất đạo đức mình chưa gọi là tốt thì mình viết sách thì mình lại dạy một bộ phận cộng đồng đọc sách của mình lại như mình thì cũng không tốt lắm. Mạng xã hội YouTube đang phát triển rất nhanh.
trong khi giới trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên, lại được tiếp xúc quá sớm với những ứng dụng này, đã khiến khâu chọn lọc thông tin dễ bị lẫn lộn trong thế giới bạo lực. Với tâm lý tuổi mới lớn, một bộ phận học sinh thích khai thác, tìm hiểu những nhân vật mới lạ, khác thường. Chính vì thế hiện nay, trong top thịnh hành của YouTube hay video trên Facebook luôn có sự hiện diện của những sản phẩm với nội dung bạo lực hoặc liên quan đến giang hồ. Còn những kẻ giang hồ nhờ đó mà được dịp trao giảng đạo lý làm người, thay trời hành đạo, cũng như dễ dàng kiếm được tiền, thu hút quảng cáo từ hành động ngông cuồng của mình. Lý giải về việc tại sao giới trẻ lại dễ dàng tung hô, tiếp nhận những tư tưởng lệch chuẩn trên mạng, tiến sĩ Vũ Toản, giảng viên khoa xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra nhiều khía cạnh. Ở đây thì như vậy tôi thấy là đối với cái đặc điểm của các em là đang trong cái giai đoạn định hình và phát triển nhân cách. Thế cho nên là nó có thể sẽ có một cái nguy cơ mà dẫn đến đối với tất cả các cái nhóm đối tượng này, đó là người ta gọi là cái hội chứng rối loạn nhận thức giá trị. Thế và khi mà một cái gì mà được tiếp xúc một cách liên tục thường xuyên và không được kiểm soát uốn nắn thì có thể cái sự ảnh hưởng nó sẽ tác động đến trong cái quá trình hình thành nhân cách của các em. Thế và vì vậy cho nên là chúng ta thấy là các em bây giờ cái sự gần gũi của cha mẹ, của gia đình, cái không gian mà gần gũi thân thiết nó có thể nó sẽ chuyển dần dịch sang là cái không gian giao tiếp thông qua mạng xã hội. Và chính cái điều này, cái sự tiếp xúc một cách là có thể thường xuyên liên tục và có thể là mất cái những cái định hướng về mặt giá trị thì có thể sẽ dẫn đến là cái việc các em sẽ bị cuốn vào những cái suy nghĩ có cái tính nổi loạn và muốn khẳng định mình, muốn gỡ bỏ đi những cái được gọi là sự ràng buộc về mặt truyền thông nhất định nào đó. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi cho những ai thiếu kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để phân biệt tốt xấu. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Văn Vĩ, chuyên gia xã hội học tội phạm cho rằng ngành chức năng nên vào cuộc sớm để tránh hệ lụy từ việc ngập tràn các video do giang hồ làm và làm về giang hồ như hiện nay. Hiện nay có một cái áp lực rất là lớn lên tuổi trẻ, đặc biệt tuổi trẻ hiện nay, đó là muốn được mọi người biết tới, muốn được khẳng định mình, muốn được thậm chí là nổi tiếng. Nhưng mà chắc là chúng ta cũng đã biết rồi, để nổi tiếng thì thường nó phải có tài năng. Thì tài năng thì nó như lá mùa thu, đâu phải lúc nào nó cũng có. Cho nên là nhiều người không có tài năng nhưng mà họ vẫn muốn nổi tiếng, cho nên họ tìm đến bằng những cái con đường nó ngược lại, đó là những con đường của phi pháp, của tội lỗi, của thực hiện những hành vi sai lệch xã hội, nguy hại cả trước mắt lẫn lâu dài, bởi vì nó đã sai từ cái bản chất, tức là những cái hành vi nó sai lệch mà bây giờ lại làm để dạy người ta làm theo những điều sai. Rồi lại vì cái tính tò mò, rồi vì cái tính hiếu thắng, rồi vì cái tính muốn được biết tới, rồi người ta đổ xô người ta làm theo. Mà đặc biệt lại thanh niên nữa thì cái nguy hại nó rất là to lớn. Cho nên ở đây tôi nghĩ là nó cần phải có những cái biện pháp cả về từ chính quyền, rồi từ các cái cơ quan pháp luật cũng như là cái hệ thống kiểm soát mạng, an ninh mạng. Chứ còn để kéo dài những cái hành vi như vậy thì nó chỉ dẫn đến những hệ quả tiêu cực rất là không tốt. Riêng về việc huấn hoa hồng ra bán sách về cách kiếm tiền online, tiến sĩ Vũ Toản cũng đưa ra lời khuyên cho mọi người, nhất là độ tuổi thanh thiếu niên đang mong muốn nhanh chóng chứng minh năng lực bản thân mà chưa ý thức về những hệ lụy rình rập. Thì thường là cái sự đúc kết từ những thất bại, không có một cái sự gọi là thành công có tính chất dọn sẵn và chúng ta dễ dàng chúng ta có thể tiếp cận đến cái sự thành công được. Thế nên ở đây thì quay trở lại, tôi muốn nói với các bạn đó là giới trẻ hiện nay thì có những cái sự ngộ nhận về năng lực của bản thân, trong khi cái nhu cầu của cá nhân này rất là cao. Các cái phương tiện truyền thông, mạng xã hội hiện nay thì rất là phổ biến. Thế và chính những cái tác động một cách dồn dập và luôn luôn nói về những cái sự thành công, những người thành công, những tấm gương thành công ở trong xã hội. Thế cái điều đó nó cũng tạo ra cho một cái tâm lý là các bạn trẻ cũng muốn khẳng định mình một cách nhanh hơn. Và thực ra thì cái lý do đó cũng hoàn toàn là chính đáng thôi. Thế nhưng mà các bạn biết là nó cũng cần phải có những cái sự tích lũy vừa đủ về lượng cũng như là về chất. Thì từ trên cái chỗ đó thì cái sự thành công nó mới mỉm cười với chúng ta được. Khá Bảnh đã vào tù, các clip của Dương Minh Tuyền đã bị gỡ bỏ. Nhưng các video do giang hồ làm và làm về giang hồ vẫn còn người xem và vẫn kiếm được tiền. Làm sao để dẹp giang hồ mạng? Trách nhiệm đầu tiên chính là của cả cộng đồng. Không có người cổ suý thì không có kẻ bất hảo,
không có thông tin phản cảm thì không có người xem, và không có gì là sai nếu ngay từ đầu được giáo dục và nhận thức đúng cách.